Sau khi có kết quả đăng ký nhập máy luôn và cơ cấu xấu đã tổ chức tôi sẽ tiến hành lễ bế mạc và trao giải các nội dung thi đấu và nhớ hồi lần đầu. Vì vậy các đồng chí tôi cũng tiếp tục ngay với hai tổ trọng tài. Các đồng chí trọng tài sau khi thi đấu xong có kết quả sau khi được ngay cho tổ chức ký và tổ chức ký tổng hợp các đồng chí tổng hợp trên trận đấu tôi sẽ tiến hành lễ bế mạc. Thank you.